Thì sau đây em sẽ lần lượt hướng dẫn đào tạo và hướng dẫn sử dụng các thầy cô các anh chị cái cách mà truy cập và thông tin về các cái cơ sở dữ liệu này. Thì đầu tiên trong gói của dự án đó là cơ sở dữ liệu sách điện tử đa ngành của nhà xuất bản IG Publishing. Thì đầu tiên em sẽ xin giới thiệu qua đôi nét về nhà xuất bản IG Publishing. Thì đây là nhà xuất bản thuộc tập đoàn iGroup. Thì đây là một cái tập đoàn chuyên cung cấp các cái dịch vụ thông tin lớn nhất trong khu vực, chuyên cung cấp các cái sản phẩm về cơ sở dữ liệu điện tử. Thì hiện nay trên nền tảng của IG Publishing đã có những cái bộ sưu tập tổng hợp các loại sách điện tử từ rất nhiều nhà xuất bản danh tiếng. Thì như các anh chị có thể thấy trên màn hình thì các cơ sở dữ liệu này là những cơ sở dữ liệu đa ngành thuộc rất nhiều lĩnh vực và được xuất bản từ của rất nhiều các nhà xuất bản danh tiếng. Như các anh chị có thể thấy đây là ví dụ như là của Taylor Francis, của Hass Publishing hay của Morgan Graben. Các cái chủ đề chính của nhà xuất bản IG Publishing thì ở đây có thể đề cập đến những cái chủ đề nổi bật, đó là về khoa học tự nhiên, công nghệ, khoa học xã hội, kinh doanh quản trị. Đối với dự án thư viện dùng chung thì trong phạm vi của dự án thì cơ sở dữ liệu IG Publishing đã được cung cấp với cái bản quyền truy cập vĩnh viễn trên giao diện, và số lượng sách mà các đơn vị có thể truy cập toàn văn là 6.000 đầu sách điện tử. Cái phạm vi xuất bản của những cái đầu sách này là từ năm 2015 đến 2020. Thì toàn bộ cái phạm vi cung cấp này và cái danh sách những cái tài liệu được quyền truy cập của dự án thì bên em cũng đã được up lên cái cơ sở dữ liệu chung mà đã được chia sẻ trên các cái công văn thông báo gửi đến các trường. Thì các anh chị thư viện có thể truy cập vào cái kho dữ liệu này để có thể tham khảo các cái thông tin liên quan. Về hình thức truy cập thì đối với cơ sở dữ liệu IG Publishing thì cũng cũng như rất nhiều các cơ sở dữ liệu khác thì theo thỏa thuận chính thức thì dự án sẽ cung cấp cái hình thức truy cập thông qua giải IP tĩnh của từng đơn vị. Thì bạn đọc sẽ chỉ cần truy cập ở trên cái khuôn viên của trường mình là có thể lập tức truy cập vào tất cả những cái dữ liệu mà nằm trong cái gói của dự án mà các đơn vị có quyền truy cập. Tuy nhiên thì như các thầy cô các anh chị được biết thì giai đoạn hiện nay là giai đoạn mà dịch bệnh đang diễn biến rất căng thẳng. Do vậy hầu hết các đơn vị đang tiến hành thực hiện giảng dạy và làm việc tại nhà. Do vậy thì căn cứ vào cái nhu cầu của các cái đơn vị thì vừa qua thì bên em cũng đã phối hợp cùng với nhà xuất bản đã tiến hành cung cấp thêm cho các cái đơn vị để hỗ trợ các cái đơn vị trong cái giai đoạn dịch bệnh căng thẳng này là các cái phương thức truy cập từ xa đến các cơ sở dữ liệu. Thì đối với cơ sở dữ liệu IG Publishing này thì các đơn vị sẽ được cung cấp một cái tài khoản của trường, đó là gồm có user và password. Thì cái tài khoản này đã được gửi đến các cái cán bộ thư viện và lãnh đạo thư viện. Nếu các thầy cô các anh chị hoặc là các cán bộ thư viện có nhu cầu thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp với thư viện của đơn vị mình ạ. Bên cạnh đó thì cũng có một cái phương thức để hỗ trợ các thư viện. Thì cái phương thức này là sẽ do tùy điều kiện và nhu cầu của mỗi đơn vị thì các đơn vị có thể triển khai một cái hệ thống hỗ trợ truy cập từ xa thông qua proxy. Thì và nhờ có hệ thống này thì từng đơn vị có thể truy cập được vào tất cả các cơ sở dữ liệu mà các đơn vị có quyền truy cập. Thì đây cũng là một cái nhu cầu rất lớn thì trong quá trình, đặc biệt là trong quá trình triển khai gói 1 thì bên em cũng đã nhận được rất nhiều phản hồi từ các đơn vị về cái nhu cầu này. Thì cái công cụ hỗ trợ quy học từ xa này thì hiện nay sẽ là do từng đơn vị mới khả năng và nhu cầu của từng đơn vị họ mọi người có thể triển khai. Thì hôm nay thì bên em có thể giới thiệu đến các thầy cô các anh chị một cái đôi nét sơ qua về cái công cụ hỗ trợ cái việc quản lý truy cập và truy cập từ xa này. Thì như các anh chị nhìn thấy trên màn hình ạ, thì thông thường khi đối với cái gói của dự án hiện nay thì tối đa các trường có thể truy cập được tới 5 cái cơ sở dữ liệu
điện tử. Thì nếu với cái hình thức hỗ trợ của các cái nhà xuất bản hiện nay, thì ngoài cái hình thức truy cập qua IP tĩnh, thì đối với việc hình thức truy cập từ xa thì mỗi nhà xuất bản sẽ có một cái hình thức truy cập, một cái đường dẫn, một cái tài khoản riêng để cho từng người dùng có thể truy cập. Thì đối với những người dùng thì họ sẽ phải ghi nhớ từng tài khoản, từng đường dẫn đến từng nhà xuất bản thì mới có thể truy cập vào cơ sở dữ liệu của mình. Thì để giải quyết cái vấn đề khó khăn này thì cái giải pháp công cụ hỗ trợ quản lý truy cập đã được đấy chính là cái được giới thiệu ở đây để các thầy cô các anh chị có thể tham khảo để có thể sử dụng và đầu tư cho cái thưa đơn vị của mình để có thể hỗ trợ cái việc khai thác cơ sở liệu được thông suốt. Thì khi mà các đơn vị có sử dụng các cái công cụ để quản lý truy cập và hỗ trợ truy cập từ xa thì toàn bộ người dùng sẽ chỉ cần nhớ một cái đường dẫn duy nhất và một tài khoản duy nhất truy cập vào cái hệ thống quản lý truy cập từ xa này. Và sau khi mọi người truy cập vào hệ thống quản lý truy cập từ xa này thì hệ thống sẽ điều hướng và hỗ trợ người dùng truy cập đến từng cơ sở dữ liệu mà đơn vị mà trường được sở hữu. Thì như vậy thì thứ nhất là người dùng sẽ không cần phải quản lý và nhớ quá nhiều cái đường dẫn truy cập nữa, mà hiện nay người dùng sẽ chỉ cần cấp một tài khoản duy nhất. Bên cạnh đó, đối với về phía người đối tượng quản lý, tức là về với các thư viện và các trường, thì các trường khi sử dụng công cụ này, các trường cũng sẽ quản lý được các cái người dùng trên cái hệ thống của mình, có thể kiểm soát được cái thống kê được cái lưu lượng sử dụng của người dùng, đồng thời là có thể tùy biến, có thể điều hướng những cái người dùng theo cái nhóm đối tượng khác nhau. Ví dụ là với giảng viên thì có thể được truy cập vào một số các cái cơ sở dữ liệu nhất định, và ví dụ với sinh viên thì mọi người có thể truy cập được vào một số cơ sở dữ liệu khác. Đó thì đây là cái đôi nét để giới thiệu cho các thầy cô các anh chị biết về cái công cụ hỗ trợ quản lý truy cập này. Thì hiện nay thì cái này thì sẽ là do từng đơn vị có nhu cầu thì có thể liên hệ với bên em hoặc là với để có thể đưa ra những cái tư vấn hỗ trợ cho các trường, các cái thư viện để triển khai. Tiếp theo em sẽ đi đến phần giới thiệu hướng dẫn sử dụng chi tiết cho cơ sở liệu IG Publishing. Thì đầu tiên thì như các thầy cô các anh chị có thể thấy thì cũng như trong các cái thông báo kích hoạt bên em gửi đến thì người dùng sẽ truy cập toàn bộ cái cơ sở dữ liệu này thông qua cái đường dẫn như các anh chị nhìn trên màn hình ạ. Thì sau đây em sẽ đi vào phần hướng dẫn trực tiếp để các thầy cô các anh chị có thể dễ dàng theo dõi ạ. Mẹ thì người dùng của thư viện và của các đơn vị thì sẽ truy cập theo cái đường dẫn mà của cơ sở liệu. Thì nếu mà trong trường hợp sau này khi mà các thư viện đã tiến hành hoạt động và làm việc trở lại thì chỉ cần bạn đọc, các thầy cô, các sinh viên truy cập trên hệ thống mạng của nhà trường sử dụng các cái IP tĩnh mà đã được đăng ký thì ngay lập tức hệ thống sẽ nhận diện ra trường và đơn vị của các anh chị và sẽ cấp quyền truy cập cho bạn đọc. Bạn đọc sẽ không cần phải làm bất cứ một cái thao tác đăng nhập nào. Còn hiện nay với sự hỗ trợ trong cái giai đoạn mà các trường đang tiến hành đào tạo từ xa tại nhà thì bên em cũng đã gửi đến từng đơn vị những cái tài khoản truy cập vào cơ sở dữ liệu để tiến hành truy cập vào các cái cơ sở dữ liệu mà từ xa. Thì các thầy cô các anh chị có thể truy cập vào cái nút đăng nhập ở phía trên cùng bên phải màn hình đấy ạ. Thì sau đó mọi người sẽ đăng nhập cái tài khoản gồm có tên tài khoản và mật khẩu. Thì tài khoản này sẽ được thư viện cung cấp đến các cái thầy cô các anh chị. Thì sau khi đăng nhập vào tài khoản truy cập từ xa thì ngay lập tức phía bên trái, bên phải và phía trên cùng sẽ hiển thị cái biểu tượng của đơn vị. Thì các thầy cô các anh chị có thể bấm vào cái biểu tượng này thì ở đây nó sẽ hiển thị lên thông tin của đơn vị. Thì khi các người dùng nhìn thấy cái thông tin này
tức là người dùng đã có thể truy cập toàn văn được vào những cái dữ liệu mà trong phạm vi của dự án cung cấp cho đơn vị. Thì còn trên màn hình thì các anh chị có thể thấy đây ạ, đây là cái giao diện chính của cơ sở liệu IG Publishing. Thì nó sẽ gồm có thanh công cụ tìm kiếm, gồm có các cái thanh điều hướng nhanh đến các cái tài liệu. Và phía dưới này sẽ là phần thống kê các cái cơ sở dữ liệu con nằm trong các cái gói cơ sở liệu lớn của IG Publishing. Thì đầu tiên thì em sẽ hướng dẫn các cái thư viện có thể kiểm tra những cái phạm vi những cái tài liệu mà trường mình được quyền truy cập. Thì ở đây trong IG Publishing sẽ có hỗ trợ các anh chị có thể xem ngay lập tức những toàn bộ những cái tài liệu mà mình trong quyền truy cập của mình. Thì anh chị có thể bấm chọn vào phần xem tất cả đây ạ. Thì ngay lập tức toàn bộ những cái dữ liệu mà trường có quyền truy cập sẽ được hiển thị. Thì như anh chị có thấy đây ạ, trong phạm vi dự án là 6.000 tài liệu, thì ở đây hệ thống cũng đã hiển thị ra làm toàn bộ 6.000 tài liệu. Đó, để tất cả tài liệu này đều có quyền truy cập toàn văn, thì các anh chị có thể bấm chọn vào một số tài liệu để có thể xem toàn văn, hoặc là xem phần đọc tại đây để chuyển xem toàn văn ạ. Thì với cái phương pháp này thì cũng sẽ hỗ trợ các anh chị trong cái việc mà kiểm tra truy cập sau này. Đối với người dùng thì người dùng hoàn toàn có thể gõ cái từ khóa tìm kiếm lên cái ô tìm kiếm ở đây ạ. Ví dụ ở đây ạ. Em sẽ có gõ một từ khóa tìm kiếm thì ngay lập tức hệ thống sẽ trả ra cái kết quả. Đấy, ví dụ ở đây thì với từ khóa này thì đã có 6 kết quả, là sẽ có 6 tài liệu, 6 cuốn sách có cái tiêu đề là kinh tế vĩ mô ở đây. Thì cái công cụ tìm kiếm ở đây nó sẽ cho phép tìm kiếm thông qua nhiều cái trường dữ liệu khác nhau. Ví dụ ở đây là các anh chị có thể chọn là tìm kiếm theo tiêu đề, theo toàn văn, theo tác giả. Thế ví dụ ở đây em có thể tìm kiếm theo toàn văn ạ. Thì ngay lập tức hệ thống sẽ trả ra tất cả các cái tài liệu mà trong cái nội dung toàn văn có chứa cái từ khóa kinh tế vĩ mô. Thì ở đây các anh chị có thể thấy là nó sẽ có đến tận 698 kết quả. Thì trên giao diện hiển thị ở đây đó chính là cái trang giao diện kết quả tìm kiếm. Thì ở cái trang giao diện kết quả tìm kiếm này nó sẽ gồm có 3 phần. Phần trên cùng ở đây thì các anh chị có thể thấy là nó sẽ cho phép các anh chị chuyển tới các cái trang dữ liệu khác nhau. Thì ở đây nó sẽ có gần 700 kết quả và nằm ở 10 trang kết quả khác nhau. Thì người dùng có thể chuyển các trang để tìm kiếm. Bên cạnh đó thì người dùng cũng có thể lựa chọn cái cách hiển thị các cái kết quả tìm kiếm. Ví dụ là theo những tài liệu liên quan nhất hoặc là những tài liệu xuất bản mới nhất. Thì ví dụ em sẽ chọn những tài liệu xuất bản mới nhất sẽ được hiển thị lên trên cùng ở đây. Đó thì các anh chị có thể thấy những tài liệu năm 2020 có được hiển thị ở đây. Tiếp theo ở phía bên tay phải của trang kết quả tìm kiếm thì nó sẽ là gồm các cái công cụ, các cái bộ lọc để cho phép người dùng có thể lọc các cái kết quả tìm kiếm của mình. Ví dụ các anh chị có thể thấy đây ạ, với từ khóa ban đầu của mình thì đang có đến tận 700, gần 700 kết quả tìm kiếm, thì đây là một số lượng rất lớn. Thì làm thế nào để có thể giới hạn cái số lượng lại để mình có thể tìm ra được đúng cái tài liệu mình quan tâm? Thì người dùng có thể sử dụng các công cụ bộ lọc ở đây. Ví dụ là đầu tiên là có thể lọc theo các cái cơ sở liệu con, lọc theo các cái chủ đề. Đấy, ví dụ ở đây mình có thể chọn các chủ đề liên quan đến kinh tế chẳng hạn, đúng không? Tiếp theo là lọc các cái liên quan đến các cái bộ sách theo cái dạng của tài liệu. Thì ở đây thì cái phạm vi truy cập của dự án thì sẽ là chỉ là các cái tài liệu sách thôi, nên ở đây nó sẽ hiển thị là chủ yếu duy nhất là sách. Tiếp theo là ở đây là có thể lựa chọn theo các cái năm xuất bản. Ví dụ là mình muốn tìm những cái sách được xuất bản mới nhất gần đây thôi, thì mình sẽ ví dụ năm 2019 chẳng hạn, mình có thể bấm vào cái năm 2019. Tiếp theo là có thể lựa chọn theo các ngôn ngữ hoặc là theo các nhà xuất bản. Đó, thì ví dụ ở đây thì với những cái từ khóa tìm kiếm ở đây, các anh chị có thể thấy là tất cả những cái bộ lọc đã được hiển thị ở đây. Mình có thể hoàn toàn có bỏ đi các cái bộ lọc hoặc là có thể thêm các bộ lọc ở đây. Ví dụ mình muốn không muốn tìm những cái cuốn sách năm 2019 nữa, mình sẽ bỏ dấu tích ở đây. Đó thì ngay lập tức các kết quả sẽ trả lại. Đó, còn và ở phần chính giữa màn hình này ở đây ạ, thì các anh chị có thể thấy đây là chính là phần hiển thị các cái kết quả tìm kiếm. Thì giao diện nó sẽ gồm đầu tiên nó là phần bìa của cuốn sách, thông tin cái dạng dữ liệu ở đây nó chính là dạng sách.
tên một cuốn sách, thông tin về tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản, ngôn ngữ, số trang và cái phần tóm tắt nhanh về cái tiêu đề sách, nội dung của cuốn sách. Thì các anh chị có thể ngay lập tức truy cập nhanh đến cái phần dữ liệu toàn văn của cuốn sách này. Khi mà hệ thống hiện cái chữ đọc ở đây thì anh chị hoàn toàn có thể truy cập vào những cái tài liệu đó toàn văn. Đây, ví dụ là anh chị có thể chọn phần đọc ở đây. Thì ngay lập tức hệ thống sẽ chuyển sang cái giao diện đọc sách. Thì ở đây là toàn bộ toàn văn của cuốn sách sẽ được hiển thị để có thể khai thác. Thì người dùng hoàn toàn có thể sao chép, có thể đánh dấu, bôi màu những cái phần mà dữ liệu mình quan tâm ở đây ạ. Và người dùng cũng có thể tải theo chương hoặc tải theo một cái số lượng trang nhất định. Các anh chị lưu ý ở đây thì đối với cơ sở liệu IG Publishing thì trong một lần tải thì tối đa chỉ được phép tải 40 trang tài liệu. Thì hệ thống có ghi rất rõ ở đây, thì các anh chị có thể tham khảo trên cái hệ thống. Thì nhà xuất bản đã cung cấp cho người dùng cái giao diện này, và cái quyền truy cập của các thư viện cũng như của các người dùng sẽ là vĩnh viễn trên cái giao diện của IG Publishing. Do vậy, nhà xuất bản khuyến khích người dùng sẽ truy cập trực tiếp trên cái giao diện của IG Publishing này để có thể sử dụng được tất cả những cái công cụ hỗ trợ ở đây. Ví dụ ở đây mình có thể dùng cái công cụ bôi màu, cái công cụ kiểm tra mục lục, tìm kiếm toàn văn. Mình có thể ngay lập tức thao tác trên cái giao diện này. Bên cạnh đó thì người dùng cũng có thể truy cập vào cái trang dữ liệu chi tiết của cái cuốn sách này. Ví dụ để bằng cách bấm vào cái tên của cuốn sách này. Đó. Thì ở đây thì ở đây nó sẽ hiển thị tất cả thông tin chi tiết, bao gồm là phần tóm tắt, phần mục lục, các cái chủ đề của cuốn sách này, các cái thông tin và các cái trích dẫn. Ở đây thì các nhà nghiên cứu có thể sử dụng cái phần này để có thể đưa vào cái phần trích dẫn nghiên cứu của mình. Tại đây thì các mọi người cũng có thể đọc và tải được theo từng chương của cuốn sách. Bên cạnh đó thì như anh chị có thể thấy ở phía trên cùng, bên dưới cái công cụ tìm kiếm này, thì hệ thống cũng sẽ hỗ trợ cho người dùng rất nhiều các cái công cụ khác. Ví dụ như ở đây là có thể tìm kiếm nâng cao, thì người dùng có thể tìm kiếm nâng cao dựa vào rất nhiều các cái trường dữ liệu khác nhau. Ví dụ là kết hợp nhiều cái trường dữ liệu liên quan đến tiêu đề, toàn văn, chỉ số. Bên cạnh đó cũng sẽ có rất nhiều cái công cụ để hỗ trợ người dùng cá nhân, sẽ có thể lưu lại các cái kết quả tìm kiếm của người dùng, xem lại các cái kết quả đã xem gần đây và lưu những cái danh sách để xem lại sau này. Thì đây chính là những cái hỗ trợ rất lớn khi mà người dùng truy cập trực tiếp qua cái giao diện của web của IG Publishing. Thì trên đây là cái phần hướng dẫn sơ lược của em về cái cách mà khai thác dữ liệu và tìm kiếm dữ liệu trên cơ sở dữ liệu IG Publishing.